trân trọng giới thiệu Truyền Giảng Sanh, tập 2, phần 3 và 4. Nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt sưu tập. Lời nói đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liên hữu gần xa, trong Tính Tâm Lục có ghi lại câu chuyện như sau. Ông Lưu Sơn Anh phát tâm quy tụng kinh Quán Âm và chú Chuẩn Đề cầu cho mẹ khỏe mạnh sống lâu. Lúc đầu ông cảm thấy trong mình mệt nhọc, lại thêm đau chân không nhẫn được, bùng bảo dạ rằng: mẹ ta bị bệnh đàm quả, dù tụng kinh e chưa chắc đã lành được. Nên ông có ý thối tâm. Về sau lại suy nghĩ lời Khổng Tử đã nói: không bệnh chí không thể làm thầy thuốc, làm thầy thuốc mà không bệnh chí còn không được thay, huống chi là tu niệm. Vì thế ông tự phấn phát cố gắng lên. Ngoài việc tụng kinh ra, ông còn làm thêm những việc phước thiện khác như bố thí, phóng sanh, cứu giúp những người nghèo khổ bệnh tật để hồi hướng cho thân mẫu. Nhưng lâu ngày bệnh trạng không những chẳng nhẹ bớt mà lại thấy càng nặng hơn. Một hôm, bà mẹ gọi ông đến bảo: bệnh của mẹ đã hơn 30 năm nay, chữa trị thuốc thang cũng đã khắp cùng mà không hết, khi tăng khi giảm. Nay con thay thế mẹ quy tụng kinh, bệnh hiện tại lại càng trầm trọng thêm. E rằng do mẹ phước mỏng nghiệp dày nên không thể tiêu nổi. Thôi, con nên ngừng việc tụng kinh là tốt hơn. Ông liền thưa với mẹ rằng: có lẽ vì con chưa tận lòng chí thành, niềm nghi ngờ chưa trừ hết chăng? Xin mẹ cứ yên tâm. Khi đó ông liền đốt hương, cúi đầu quỳ trước Phật khóc lóc, xin thề dứt trừ lòng nghi ngờ, cầu cho mẹ tật bệnh được tiêu trừ. Đêm ấy ông nằm mộng gặp Đức Quán Âm Bồ Tát đi đến, nắm tay dắt mẹ mình cùng ngồi và trao cho bà một chén nước bảo bà uống. Sáng dậy thấy bệnh lành hơn một nửa, qua vài ngày sau hoàn toàn dứt hẳn. Cố tật trên 30 năm trong một giờ thảy đều tiêu diệt. Qua câu chuyện trên nhận thấy yếu tố lòng thành đối với người tu tịnh độ như chúng ta mà nói, thì nó đóng một vai trò trọng yếu đưa đến kết quả mỹ mãn của việc tu niệm hành trì. Gần thì tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, khổ đau dứt sạch. Xa thì giảng sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát dòng sống chết luân hồi, nhanh chóng bước lên quả vị vô thượng Bồ Đề. Hai chữ lòng thành hay thành lòng này có rất nhiều từ tương đương đồng nghĩa như chí thành cung kính, thành tâm, chí tâm, nhất tâm, chân tâm, thật lòng, một lòng, dốc lòng. Những ai có bản tính hiền lành, thật thà, chất phác, bụng nghĩ sao thì miệng nói vậy, không sợ chê cười, chẳng màng thua thiệt, sẵn sàng nhường phần cho người, hoàn toàn không tính toán, so đo hay cân nhắc lợi hại được mất, thì chư cổ đức cho đây là pháp khí, là vật báo trong Phật môn. Các ngài vô cùng trân quý, luôn quan tâm chiếu cố đến và đầu tư thời gian cũng như công sức giáo dưỡng nhiều hơn, bởi vì vị ấy có được tâm thành. Ấn Quang Đại Sư dạy: muốn hưởng được thực sự lợi ích từ Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính sẽ tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính sẽ tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính đến nỗi khinh mạng thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Một cư sĩ ở Vĩnh Gia viết thư cầu đại sư truyền cho bí pháp để dụng công tu trì. Ngài trả lời: nếu có bí quyết truyền thọ riêng nơi chỗ ẩn khuất, tức là tà ma ngoại đạo, không phải Phật Pháp. Nhưng Ấn Quang thật cũng có chỗ diệu quyết, chỉ riêng mình được. Nay nhân cư sĩ thỉnh cầu, không ngại gì đem ra bày tỏ với các hàng Phật tử trong thiên hạ. Diệu quyết ấy là gì? Là chí thành,
là cung kính. Điều này cả thế gian đều biết. Nhưng đạo lý chí thành cung kính này thì cả thế gian đều mê muội. Ấn Quang do muốn tiêu trừ tội nghiệp sâu nặng và báo đáp ân Phật, hằng để ý tìm cầu gương sáng tu trì của cổ đức, nên được biết rằng chí thành cung kính là bí quyết rất màu để vượt phàm lên thánh, thoát nẻo luân hồi. Mấy điểm này đối với những người hữu duyên, tôi đã thường thường khuyên nhắc. Nên biết thành kính không phải chỉ để riêng cho người học Phật, mà tất cả mọi việc nếu muốn được tinh nhất phải lấy đây làm nền tảng. Làm sao để có được tâm chí thành cung kính trong công phu hàng ngày? Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, thiết yếu, lại vô cùng cấp bách đối với chúng ta hiện nay. Theo lời chỉ dạy của chư cổ đức, nếu chúng ta muốn khởi phát được tâm thành kính thì cần phải không thấy lỗi xấu của mọi người chung quanh, dù là ý niệm trong lòng cũng không cho chúng manh nha, mà ngược lại lúc nào cũng thấy chính mình là phàm phu, nghiệp sâu chướng nặng, đầy dẫy những lỗi lầm xấu dở, và luôn luôn tôn kính mọi người chung quanh, dầu là người hung ác, xem họ đều là hóa thân của Phật hay Bồ Tát. Khi Đức Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa phản thầy lừa bạn, phá hòa hợp tăng đoàn, làm thân Phật ra máu, xúi dục A Xà Thế giết cha hại mẹ, ám sát Đức Thế Tôn. Vậy mà trong cái nhìn của bậc chân tu thì ông là một vị đại Bồ Tát, Bồ Tát nghịch hành, thành tựu quả Bồ Đề nhanh chóng cho những ai hướng về nẻo xuất thế, siêu phàm nhập thánh. Vì thế lòng thành được xem là đôi cánh của chim đại bàng, tha hồ bay lượn giữa khoảng trời không xanh thẳm bao la, là cá kình to lớn thông dong bơi lội trong biển cả Phật pháp sâu rộng mênh mông, là chìa khóa để mở tung cánh cửa giải thoát, vĩnh viễn dứt sạch trần lao khổ luyện. Nếu đời sống hàng ngày của hành giả niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ có được lòng thành kính thì niềm tin tự nhiên sẽ sâu, chí nguyện giảng sanh tự nhiên sẽ thiết. Hiện tại thân tâm của mình luôn yên bình, hạnh phúc vô tận vô biên, lòng luôn thanh tịnh tràn đầy an lạc. Mà thanh tịnh an lạc là hoa thơm, giảng sanh cực lạc thế giới là quả ngọt. Hoa báo hiện tiền nơi cõi mộng, mai sau quả báo ngự liên đài. Chuyện giảng sanh tập 2, phần 3 và 4 vừa hoàn tất, xin ra mắt cúng dường chư liên hữu khắp cả mọi nơi. Việc làm này, nếu có chút ít công đức nào, nguyện hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Miền Tây, ngày 15 tháng 7 năm 2015, nhóm liên hữu miền Nam đất Việt sưu tập. 80, Trần Văn Lưỡng, 73 tuổi. Tảo tần nuôi con dạy cháu, tận tụy vì nước vì dân, lợi chẳng cần danh không mến, lưu tiếng thơm muôn kiếp cho đời. Siêng năng học hỏi Phật pháp, tinh tấn công phu tu hành, quyết giảng sanh ngự liên đài, soi gương sáng ngàn năm cho thế. Ông Trần Văn Lưỡng sinh năm 1935, cư ngụ tại ấp 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Minh Hải. Thân phụ là cụ ông Trần Văn Uất, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Thu. Ông là người con thứ tư trong gia đình có 9 anh em. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Thạnh, sinh được 4 trai, 4 gái. Thuở thanh thiếu niên, ông phải đối diện với muôn ngàn khó khăn, khốn khổ. Ông vừa tham gia kháng chiến, vừa làm thuê, làm mướn để duy trì sự sống gia đình. Từ năm 1975 trở về sau, ông không ra làm việc mà trở về đời sống nông dân, vui thú với mảnh ruộng, khu vườn. Hoàn cảnh kinh tế lần hồi phát đạt tương đối thuận tiện hơn xưa. Tính tình của ông chất phác, hiền lành, vui vẻ, cởi mở nên dễ hòa đồng với mọi người. Riêng đời sống sinh hoạt cá nhân thì ông rất kiệm ước, giản đơn. Ban sơ đến với Tam Bảo, ông dùng chay 1 tháng 10 ngày. Trong lúc đó, cô con gái thứ 8 thì đã trường chay khá lâu. Sau khi đã nghiên cứu về kinh kệ, ông thấy mình thích hợp với pháp môn tịnh độ. Bởi vì pháp môn này cách thức hành trì hết sức dễ dàng, không đòi hỏi trình độ hiểu biết về Phật pháp phải sâu rộng hoặc môi trường hoàn cảnh sống phải như thế nào đó mới hành trì được, mà bất cứ một ai
thật lòng ăn năn sám hối, làm lành lánh dữ, thật tâm tu, thành tâm niệm Phật, thì đều đạt được kết quả mỹ mãn, nhất định nắm chắc phần giảng sanh Tây Phương. Ông kết giao với rất nhiều thiện tri thức để có dịp trao đổi những kinh nghiệm trong công phu tịnh niệm hằng ngày. Tất cả mọi công tác từ thiện xã hội, ông đều hăng hái tham gia, nhất là tang sự của bà con quanh vùng. Ông tự tay tẩn liệm và còn giúp đỡ về phần vật chất cho những người thiếu thốn cần đến. Nhờ biết được một số phương thuốc gia truyền trị được các bệnh ban, các loại mục độc, các bệnh trật đã, gãy xương, nên năm 1982, ông xin với chính quyền địa phương cho phép thành lập một phòng thuốc nam tại nhà. Được sự chấp thuận của Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Y học cổ truyền các cấp xã, huyện, tỉnh, nên phòng thuốc đã ra đời. Đồng thời, dân chúng hưởng ứng đông đảo nên phòng thuốc ngày một hưng thịnh. Cũng từ đó, ông đã phát tâm trường chay, chí thành niệm Phật, khẩn thiết nguyện cầu giảng sinh cực lạc. Đời tu của ông rất gần với lời sách tấn của cổ đức. Bất luận là kẻ trí người ngu, đều có thể trì câu lục tự. Thật niệm Phật dứt lòng hung dữ, quyết tu hành bỏ sự gian phi. Lợi danh đời lòng chẳng thiết chi, đường giải thoát cố đi cho tột. Trong nhà lửa mà không bị đốt, ở cõi trần mà vượt khỏi mê. Có dinh quê chẳng nhiễm dinh quê, được phú quý không mê phú quý. Càng có của càng đem bố thí, càng có quyền càng nghĩ cứu dân. Giàu sang không phụ bạc cơ bần, thông minh chẳng nhạo khinh ngu dại. Được thân thế lòng càng rộng rãi, đủ tiện nghi dạ phải khoan dung. Không thừa cơ chụp giật hành hung, chẳng cậy thế thổi lông tìm vết. Muốn làm sống không đành làm chết, thương người không nỡ ghét hại người. Tìm làm cho hòa nhã tốt tươi, chẳng muốn tạo lôi thôi gây gỗ. Giữ nhân cách biết điều thẹn hổ, ở thẳng ngay sống có cương thường. Nghe khổ người lòng biết xót thương, thấy đói biết chia cơm sẻ áo. Ở chồng xóm lấy câu hòa hảo, trong gia đình gìn đạo hiếu thân. Ai cũng đều ăn ở có nhân, người đời sẽ bớt phần thống khổ. Ai cũng biết chung lo tế độ, thì ngục môn bế ngõ từ lâu. Ông thường khuyên con cháu và mọi người cố gắng làm lành, lánh dữ, chuyên cần niệm Phật trong mọi oai nghi, giữ sao cho đừng gián đoạn, để khi lâm chung quyết định giảng sanh. Ông thường đọc câu, việc làm là việc bề ngoài, trong tâm niệm Phật ngày rày ai hay. Và ông thường nhắc nhở con cháu ráng tu đền tứ đại trọng ân, tu tròn nhân đạo và thực hành thập thiện. Năm 2005, vào ngày 8 tháng Giêng, ông bị tai biến mạch máu não. Thân nhân đưa vào bệnh viện Cà Mau, nửa người bên phải bị liệt rất nặng. Ở đây một tuần, bác sĩ bó tay hết cách. Thấy tình hình không ổn nên gia đình bèn xin xuất viện về nhà để lo hậu sự. Qua hôm sau là ngày 16 lúc 9 giờ sáng thì ông tắt hơi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Trước đó 3 ngày, gia quyến đã mời chư đồng đạo cầu nguyện cho ông tại nhà, nên khi ông mất, bà con đều tề tựu đông đủ. Ngưng thở độ chừng khoảng nửa giờ sau thì ông thở nhẹ nhẹ trở lại, rồi từ từ tỉnh hẳn. Khi tỉnh, ông bèn kêu vợ gọi người con gái thứ 8 lại. Trước sự hiện diện toàn bộ thân tộc, ông nói với cô: hồi nào tới giờ, cha đã chăm lo ngôi thờ tự và phòng thuốc nam này, cố gắng niệm Phật. Hôm nay, tuổi cha đã già yếu, một ngày nào đó, cha cũng phải ra đi vĩnh viễn. Con có nhận lãnh săn sóc ngôi thờ tự và phòng thuốc nam này hay không? Nếu được, thì con phải hứa với cha, cha mới an lòng nhắm mắt trước khi theo Phật. Cô Tám hứa nhận xong, ông dặn dò thêm một số việc khác cho gia đình. Từ đó trở đi, ông buông xả muôn duyên, chỉ chăm lo dâng bông nơi ngôi thờ cúng, ngày đêm lễ Phật, niệm Phật liên tục. Tất cả bệnh tật nơi ông đều tự nhiên dứt sạch, tay chân hoạt động bình thường, không còn liệt nữa. Chỉ có điều là
thể lực có phần kém hơn trước kia đôi chút mà thôi. 3 năm sau, giữa tháng 7 năm 2008, ông trở bệnh, sức khỏe cứ yếu dần. Ngày 16 tháng 7, con cháu mời bạn đồng tu đến cầu an 3 hôm. Sáng ngày 19, thấy cha chắc không qua khỏi, cô Tám liền căn dặn mẹ nên kề cận chăm sóc cho ông, vì sợ ông đi một mình dễ bị té. Cô âm thầm đi mời đồng đạo đến hộ niệm cho ông. Vì sợ ông lo nên cô không báo cho ông biết. Thế mà khi các anh chị của cô hỏi qua hỏi lại với nhau, Tám đâu rồi? Ông nghe được bèn đáp, Tám nó đi công chuyện rồi, 12 giờ mới về. Khi cô về đến nhà, cô nấu cho ông một tô hủ tiếu và pha một ly sữa. Khi ông dùng hết rồi, bèn nói với cô Tám, cha ăn với con tô hủ tiếu này thôi, cha không ăn nữa. Mọi người đều nghe nhưng cho qua, không ai để ý đến. Chẳng ngờ đó lại là lời trăn trối sau cùng. Vào tối ngày 19 tháng 7, Huynh Chính, đại diện cho ban hộ niệm, đã họp thân tộc lại để sinh hoạt về một số thể lệ của hộ niệm, do vì địa phương này xưa nay chưa từng có ai được hộ niệm cả. Tập tục tang chế cũng rất khác hẳn với những vùng An Giang, Châu Đốc, nơi mà có nhiều người tu tịnh độ, nhất là sát hại rất nhiều sinh vật trâu, heo, bò, chó để đãi đằng hương thôn khi có thân quyến qua đời. Và thời gian hoàn nhục thân lại cũng rất lâu. Buổi họp kéo dài từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ sáng hôm sau, ngót 5 tiếng đồng hồ mới hoàn mãn. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đã thống nhất ý kiến, mọi việc tương đối trôi chảy thuận lợi. Kể từ lúc đó đến ngày 23 tháng 7, ông nằm luôn, niệm Phật theo đại chúng. Khi con ông đến hỏi, cha có nghe niệm Phật không cha? Ông nghe xong thì khẽ gật đầu. Trong nhà có khoảng vài chục đồng đạo từ các nơi tề tự trở về để hộ niệm cho ông. Mỗi ca là 10 vị cứ luân phiên thay đổi liên tục cả ngày lẫn đêm. Đến 6 giờ 10 phút chiều, thấy thần sắc của ông thay đổi, nên toàn bộ con cháu và đồng đạo dây quanh đồng thanh hô to Phật hiệu. Khoảng 30 phút sau, ông nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng. Lúc ấy, đúng 6 giờ 45 tối, ngày 23 tháng 7 năm 2008, ông hưởng thọ 73 tuổi. Khi ông tắt hơi, mọi người đang hộ niệm được khoảng 5 phút. Thình lình, đôi tay ông từ từ co lên chắp lại nơi ngực, nhưng chưa hoàn tất thành hình búp sen thì dừng lại. Lúc ấy, đôi mắt không khép kín và miệng lại há to. Mấy tiếng đồng hồ sau, miệng tự ngậm chặt lại. Đến sáng hôm sau, gương mặt ông lộ nét hoan hỷ, an lạc, các khớp xương đều mềm mại. Nhìn ông như nhìn một người đang nằm ngủ. Đặc biệt là 4-5 ngày liền nằm im niệm Phật, ông không ăn uống gì hết, thế mà hoàn toàn không có đại tiểu tiện gì cả. Đám tang của ông, gia quyến đã tiến hành thiết đãi tộc họ, hương thôn và quý quan khách toàn bộ bằng đồ chay khiết tịnh. Đối với địa phương này mà nói, thì đây quả thật là một quyết tâm hết sức vi thường của người con Phật đáng được tán thán đề cao, cũng là tấm gương sáng đáng để cho mọi người học tập noi theo, vì nó đã sửa đổi hẳn cổ lệ ảnh hưởng tai hại cho hương linh người quá giảng to lớn nhất. Trong khi đó, chuyện tang lễ đãi đằng thực phẩm chay của những vùng lân cận thì quá ư bình thường và cũng rất lâu đời rồi, mà dùng câu xưa như quả đất thì đúng hơn. 7 tuần thất trôi qua, tức 49 ngày sau khi ông mất, cô Tám nằm mộng thấy ông. Ông nói với cô rằng, con cứ yên tâm đi, cha đã được về cõi Phật rồi. Cha sẽ độ cho con vượt qua mọi khó khăn, con ráng niệm Phật. Ngôi nhà ông hiện nay, cô con gái thứ 8 đã tổ chức niệm Phật định kỳ, tạo điều kiện cho quần chúng nơi đây có chỗ tựa tâm linh. Đó cũng là tâm nguyện của ông. Tâm nguyện của một người đã dâng trọn cả cuộc đời mình cho dân, cho nước. Bà con quanh vùng rất hoan hỷ đến tham dự thường xuyên, noi theo gương hạnh của ông để hầu đạt được bình an trong khi sống và thật sự vĩnh viễn bình an sau khi chết. Bởi vì đời người không phải chỉ giới hạn có mấy mươi năm ngắn ngủi này thôi đâu. Tuy thân xác có hội hiệp, có tan lìa, còn linh hồn,
thì trường tồn, chưa từng chết mất. Thuật theo lời Trần Thu Dờn, cô con gái thứ 8 của ông và đồng đạo chính. Bóng hình cha ngồi ngắm nhìn mưa rơi lả chả, nhớ cha con buồn bã trăm chiều. Cha hiền chỉ dạy dắt dìu, nẻo đường lành tốt bao điều cần tu. Hôm nay cha mặc dù vắng bóng, lòng con luôn hoài vọng thuở xưa. Ngày đêm tần tảo sớm trưa, vì đàn con trẻ nắng mưa chẳng nài. Bao vất vả đắng cay cha nhận, để cho con hưởng phận thanh nhàn. Chở che sương gió gian nan, trăm ngàn lao nhọc chẳng màng khổ thân. Cả vật chất tinh thần đều đủ, luôn quan tâm nhắn nhủ chi ly. Tỏ tường từng bước con đi, từng lời con tập oai nghi ngó nhìn. Suy xét kỹ công minh ứng đối, hợp lý tình hợp đạo chánh chân. Trong ngoài phải lẽ xử phân, thân sơ trên dưới xa gần tròn vuông. Giờ nhớ cha lệ tuôn trào mãi, công sinh thành núi thái khó so. Biển sâu rộng có thể đo, ân dày muốn đáp sao cho ngang bằng. Chỉ còn cách ngày hằng tu tập, gắn chuyên cần bồi đắp phước lành. Những điều lợi ích nhân sanh, xả thân gánh giác thực hành tận tâm. Vì Phật Pháp không lầm danh lợi, cùng chung lo quốc thới dân an. Mọi người vui tới đạo tràng, cộng tu định khóa chứa chan chân tình. Khích lệ nhau chuyên tinh tịnh độ, khích lệ nhau giác ngộ lý màu. Phật Pháp vi diệu cao sâu, đồng nhau niệm Phật, đồng cầu giảng sanh. Đốt nén hương lòng thành khấn nguyện, Phật mười phương linh hiển gia trì. Long thiên hộ pháp từ bi, chở che cho bước con đi vững vàng. Nay cha đã an nhàn tu học, hẹn một ngày hỏa tốc sang Tây. Chừng ấy sẽ được sum dày, không còn sinh tử nước mây trùng phùng. Nhớ cha dạ vô cùng quặn thắt, nguyện một lòng nắm chặt hồng danh. Thể tu trọn sáng trọn lành, đúng lời cha dạy bình sanh thuở nào. Khói hương nghi ngút bay cao, chứng minh con trẻ có bao nỗi niềm. Hoa hạnh phúc nở trong tim. Thu Dần và một bạn đồng tu. 81. Hồ Thị Tường, 83 tuổi. Bà Hồ Thị Tường sinh năm 1928, nguyên quán tại Rạch Cami, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Thân phụ là của ông Hồ Văn Linh, thân mẫu là cụ bà Võ Thị Nguôi. Bà là con thứ 5 trong gia đình có 5 anh em. Năm lên 20 tuổi, bà thành hôn với ông Nguyễn Văn Vui, sinh được 1 trai 7 gái. Cư ngụ tại xã Thới Phong, thị trấn Thới Lai, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Gia đình bà sinh sống bằng nghề nông. Tính tình của bà hiền hòa, nhân hậu, thương người, mến vật, thích sống đơn giản, cần kiệm. Bà quy y Tam Bảo rất sớm, khi tuổi chưa đến 20, bà đã dùng chay mỗi tháng 4 ngày, mỗi ngày 2 thời lễ niệm. Vào khoảng đầu thập niên 70, vì chiến cuộc nên gia đình bà phải nhiều lần di tản. Một hôm không may, bom đạn vô tình đã cướp đi sinh mạng người chồng, nơi nương tựa duy nhất của đời bà. Khi đó bà 46 tuổi. Nỗi tử biệt sanh ly, sầu thương to dường quả núi, tinh linh giáng xuống. Như đã định mệnh, hình như định mệnh quá ư khắc nghiệt, không một chút nhân nhượng nới tay, làm cho bà khổ đau cùng cực, tựa hồ rơi tởm vào hố sâu tuyệt vọng. Giây phút này bà gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Sống như dứt chim bao một thứ, rủi lâm vào dạng sự buông tay. Không ai biết được ngày mai, hôm qua thấy đó, bữa nay mất rồi. Biết bao cuộc sống dồi gió dập, cảnh thảm sầu tới tấp liền tai. Cám thương già trẻ gái trai, sống đời mạt pháp không ngày nào an. Từ đó bà cảm nhận được lý vô thường qua lời Đức Phật dạy,
mây nổi, bèo trôi, nay tan mai hợp. Mọi thứ trên cõi đời có sanh thì có tử, có hồi ngộ, ắt phải có giây phút phân ly. Nhờ đó mà nỗi niềm bi cảm tan nhạt dần trong tâm cảm của bà. Bà chấp nhận đời sống hiện tại, cố gắng lo nuôi dưỡng các con, sớm được nên người. Tinh thần bà khôi phục lại thế cân bằng, bà phát tâm ăn chay tăng thêm mỗi tháng 10 ngày và một năm 3 tháng. Bà rất thích đọc kinh kệ và nghe băng đĩa lắm, như các đoạn sau. Cúi đầu lại cửu quyền thất tổ, ngỏ đáp ơn báo bổ sanh thành, nay con quy Phật tu hành, cửu quyền thất tổ lòng lành chứng tri. Lời Phật dạy từ bi bác ái, và nhân từ quảng đại mở mang, hiếu trung con giữ vẹn toàn, từ trài chẳng dám lăng loạn như xưa. Sau hướng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát luân trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, cả vạn vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ảo ảnh gạt lừa. Nguyện cầu chư Phật mười phương, niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Và dù tiên hiện ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Sinh hoạt hàng ngày của bà là thường trồng và sưu tầm thuốc nam cung ứng cho phòng thuốc trong vùng. Thỉnh thoảng ai có nhu cầu trị bệnh, bà chèo xuồng đưa bệnh nhân đi châm cứu hoặc hốt thuốc. Bà cũng hay đến thăm hỏi an ủi những người già cả đau yếu bệnh hoạn, hay những người nghèo khổ hoàn cảnh eo hẹp khốn đốn ở trong thôn xóm, đồng thời mang các loại thức ăn mà mình đang có và gạo đến tận gia đình để biếu tặng cho họ. Vì thế mà ai ai cũng có thiện cảm và quý mến bà. Ngoài ra bà có nuôi 3 con chó, chăm sóc chúng y như con người không khác, từ thức ăn cho đến chỗ ngủ của nó rất là sạch sẽ ngăn nắp, mùng chiếu của nó bà đều giặt giũ thường xuyên. Năm 1999, bà phát bệnh đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, ở đây 2 tuần, bác sĩ chẩn đoán là ung thư phổi và khuyên thân nhân nên đem bà về để lo liệu hậu sự là vừa. Khi về nhà, các con vừa cho bà dùng đông dược, vừa tha thiết thành tâm cầu nguyện ân trên Tam Bảo gia hộ. Ba hôm sau, bà sổ ra thật nhiều, rồi dần dần sức khỏe hồi phục. 1 tháng sau, trở lại bệnh viện Chợ Rẫy để tái khám. Bác sĩ khám xong cho biết phổi của bà đã hoàn toàn lành lặn, mọi dấu hiệu ung thư đều mất hết. Qua cơn bạo bệnh này, tín tâm của bà đối với Tam Bảo thêm sâu chắc, lòng nguyện sanh Tây Phương càng khẩn thiết mãnh liệt thêm hơn. Bà có mở ra một gian tịnh thất, rồi kêu gọi mọi người hữu duyên với tịnh độ đến để niệm Phật định kỳ hàng tháng. Mặc dù gặp phải rất nhiều vất vả khó khăn, mà bà vẫn kiên định lập trường song pha vượt qua mọi thử thách chướng ngại. Ngoài ra, bà cũng thường khuyên dạy các con cháu rằng những quyến thuộc như cha mẹ, anh em, vợ chồng hội tụ trên thế gian đều là dây trả nợ nần, đều là đền ân báo oán. Kiếp sống con người rất là giả tạm phù du, đầy tang thương vô bể. Chỉ có ráng cố gắng dung bồi đức hạnh, nhất là ở đời phải có căn bản đạo đức làm người, và phải tu tạo phước đức trồng tỉa nhân lành, tùy thời tùy sức tăng trưởng thiện sự. Đồng thời ráng cố gắng tập ăn chay niệm Phật, nguyện cầu sanh sang cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, mới có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau vĩnh viễn. Trong chúng sanh nghĩ tận đầu đuôi, về cực lạc mới là hết khổ mà thôi. Bà khỏe mạnh được 12 năm. Đến đầu năm 2011, vùng bụng của bà đau, đi siêu âm phát hiện khối u ở đại tràng. Bà về nhà vừa uống thuốc nam, vừa niệm Phật cầu nguyện Tam Bảo gia hộ. Được một thời gian thì bệnh tạm ổn. Một điều làm cho các con của bà hết sức lấy làm lạ là khi mỗi lần trong người sắp sửa xuất hiện những cơn sốt, cơn đau hay cơn mệt là bà lật đật mặc áo tràng và tìm sâu chuỗi, rồi đến trước ngôi Tam Bảo để lễ nguyện và niệm Phật. Sang năm sau, vào khoảng tháng 2, bệnh bộc phát dữ dội. Kế tiếp, bà bị liệt nửa người bên phải. Nhưng bà không chịu đi bệnh viện mà chỉ dùng đông dược và thỉnh nước cúng Phật để uống.
bệnh thường hoành hành bà vào lúc ban đêm. Trong bụng có một khối cứng chạy tới chạy lui, làm bà đau đớn, khó chịu. Khi đó bà khẩn thiết niệm Phật và lấy nước cúng thoa vào thì cơn đau lắng dịu xuống rõ rệt. Mặc dù bị bệnh nằm một chỗ, nhưng đến giờ công phu thì bà nhờ con bế bà đến trước ngôi Tam Bảo để lễ nguyện và niệm Phật, không thiếu sót thời nào. Bao nhiêu tiền của con cháu cho, bà đều bố thí phóng sanh hết, không giữ lại tí gì cả. Đồng thời bà cũng phát tâm trường chay. Mỗi khi thấy các con cháu nói chuyện ồn ào, bà đều khuyên ngăn nên giữ yên tịnh và quý tiết thời gian để hành trì niệm Phật. Bệnh tình ngày một tiến triển, lần hồi thể trạng của bà mỗi lúc càng kiệt rõ rệt hơn. Mặc dù những cơn đau dữ dội hoành hành, nhưng chưa hề nghe bà rên than hay kể lể bao giờ. Gương mặt của bà luôn tươi cười, không chút gì lộ vẻ bệnh khổ. Ai mà sơ ý là nhìn không biết bà đang bị bệnh nặng. Bệnh càng tăng dần, con cháu mời thầy thuốc đến nhà chích thuốc khỏe và truyền dịch cho bà. Đến ngày mùng 1 tháng 9 năm 2012, bà không chịu uống thuốc, chích thuốc vô nước biển và ăn uống gì cả. Chỉ thỉnh nước cúng trên bàn Phật để uống mà thôi. Con cháu hỏi nguyên nhân, bà trả lời vì muốn cho mau sạch nghiệp đặng về Phật. Một hôm, có vị liên hữu đến thăm và hỏi bà: "Bác Mười, bây giờ bác niệm Phật, mà nữa bác sẽ về đâu?" "Nữa bác sẽ theo Phật về cực lạc." "Tại sao bác không theo thầy mà bác lại theo Phật, thưa bác?" "Bởi vì thầy thì ma dễ giả, còn Phật thì không ai giả được hết." "Khi bác mệt thì bác niệm ra làm sao?" "Khi mệt thì niệm A-di-đà Phật. Còn lúc khỏe thì bác niệm thế nào?" "Lúc khỏe thì niệm Nam-mô A-di-đà Phật." Năm ngày trước khi bà mất, con cháu luôn khuyên nhau trợ niệm khi bà có cơn mệt. Trước khi bà mất 2 ngày, thì gia đình có mời bà hộ niệm, niệm Phật liên tục suốt ngày đêm. Lúc nào cũng thấy bà tay lần chuỗi, nhép môi niệm Phật theo mọi người. Đến ngày mùng 6, có chị Tư là bạn đồng tu ở Úc Châu về thăm bà, hỏi tên tuổi, quê quán, ước nguyện niệm Phật của bà như thế nào để chị quay phim. Bà trả lời rất vui vẻ và còn tươi cười hẹn với chị nữa sẽ gặp nhau ở cõi Tây Phương. Ngày hôm đó, mặc dù xương sống của bà đã cứng, nhưng tới giờ công phu, bà vẫn bảo con cháu phải đỡ ngồi dậy để bà xá nguyện. Đến 7 giờ 50 phút sáng mùng 7 tháng 9 năm 2012, môi bà đang động bỗng dưng dừng lại. Mắt mở ra nhìn rồi từ từ nhắm khít, nhưng hai môi còn hở. Bà tự sửa tay chân thẳng thớm rồi nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng. Bà hưởng thọ 83 tuổi. Qua 9 tiếng đồng hồ trợ niệm, các khớp xương mềm mại, gương mặt thật đẹp, miệng ngậm kín, môi đỏ, da hồng hào. Đặc biệt là toàn thân đều ấm, không chỗ nào lạnh cả. Riêng đỉnh đầu thì rất nóng. Đây là điểm hy hữu lạ lùng. Cô con gái thứ tư của bà trong lòng thường canh cánh nỗi hoài nghi là không biết mẹ mình được giảng sanh hay không. Nên đến tuần thất thứ ba, vào thời niệm Phật 3-4 giờ khuya, cô đã tới trước bàn vong thầm nguyện giái với bà: "Nếu má có được về cực lạc thì má phải cho con một điểm gì đó để con biết là má đã về cực lạc, để con yên tâm niệm Phật, con không có buồn nữa." Khấn nguyện xong, cô ngồi xếp bằng niệm Phật. Sau một thời gian khá lâu, bỗng nhiên cô bắt gặp một luồng ánh sáng thật sáng xẹt từ trên xuống giữa đỉnh đầu di ảnh nơi đinh dị. Cô nhìn khắp xung quanh xem có ai chụp hình hay pha đèn hay không, nhưng vạn vật đều tĩnh lặng trong màn đêm. Bất giác hai dòng lệ vui mừng tuôn dài trên đôi má trôi đi nỗi buồn và niềm hoài nghi đã nhiều ngày ôm ấp. Bà có cô con gái thứ bảy tên là Nguyễn Thị Thanh đã chết. Đến tuần thất thứ tư thì cô dập vào nữ đồng tu tên Hồng, đi tới chụp vào tay cô Út và nói: "Chị là người chị thứ bảy của cưng. Khi chị mất năm 15 tuổi chưa có phát tâm quy y Tam Bảo nên bây giờ chị chưa được siêu." Cô Út không tin, mới hỏi những kỹ vật lúc còn sanh tiền. Dòng nhân đều trả lời trúng hết. Cô Út bèn hỏi: "Chị có biết má bây giờ ở đâu không?"
Dòng đáp: má được về Cực Lạc thẳng luôn trong bữa đó rồi cưng ơi. Cô Út gạn hỏi: làm sao chị biết? Dòng đáp: lúc má ra đi chợ gần đó, chị thấy có Đức Phật xuống rước linh hồn của má. Sau đó Dòng nhờ cô em bố thí phóng sanh hồi hướng và làm lễ quy y cho mình, và đọc tên hồi hướng sau những thời khóa tu mà gia đình đã nhiều năm tổ chức. Cô Út hỏi: trong danh sách hồi hướng em có ghi tên của chị kia mà. Dòng trả lời: mấy em chỉ đọc tên những người mới, còn chị thì các em nói đã lâu quá rồi nên nào có đọc tên đâu. Cô Út chợt nhớ lại, quả đúng y như vậy, thuật theo lời Nguyễn Ngọc Xuân, con gái của bà.